Xin chào anh em, hôm nay em lại giới thiệu cho anh em một bộ Nokia E5 nhé. Em ship từ nước ngoài về anh em này. Đấy, Nokia E5 này, hàng carbon màu black, made in Hungary, email là đuôi 717. Thì là máy về brand new hết, thì gồm máy này, tai nghe này, sạc này, cáp này, sách các thứ. Nhưng mà lúc nãy em đây pin em cắm sẵn vào đây để em lúc nãy em cắm lên test cho anh em xem đấy. Đây là nó có một cái lớp siêu ở đây nhé, vì máy mới nên em giữ nguyên, có nghĩa là nó có hai lớp, một lớp siêu ni lông còn một lớp siêu màu đen mờ ở đây này. Đó, thì em cắm sim lên là nó lên sóng Viettel rồi anh em nhé. Anh khách thì anh lại cần tiếng Việt, tí thì em cài tiếng Việt sau. Anh em ai cần thì liên hệ qua Zalo em về máy cổ nhé, 0982830738 nhé. Em xin cảm ơn. Tất cả new hết anh em ạ.